tới đây đi em. Hey, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Khá. Mà thôi, và mình là Vinh Sơn. Và trong hôm nay mình sẽ làm liên quan tới chị Hugo một tí. Đấy, mình sẽ cho anh chị bằng cách cho chị Hugo đọc tên các con mod trong Minecraft xem có bừa như thế nào nha. Và chắc sẽ thú vị lắm đây. Thì Vinh đã chuẩn bị rất nhiều con mod trong đây. Yeah. Và con đầu tiên này là con chicken nha, con gà. Đấy. Chicken. 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 Ồ, nghe cũng được. Cao. 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 Đấy. Con bò nắng coi. Mushroom. Mushroom. Ừ, chuẩn đấy. Pig. Pig. Đấy. Cầu cái. Sheep. Sheep. Sheep is sheep vậy. Con mực kìa. Squid. Squid. Ủa, tôi có nghe lầm không vậy? Squid. 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 Squid kiểu này là sợ cái chú quýt á. Đấy. Tôi cũng cạn lời. Dân làng. Villager. Villager. Đấy, được. Thử còn con mèo cái. Ocelot. Ocelot. Cat. Cat. Cắt cả. Cat. Cắt. 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 Ok. Để cắt. Phá cả lồn. Cắt cu. Cắt cu. Cắt cu. Cắt cu. Thôi tôi cho anh tí thôi. Đây. Ngựa. Hot. Hot. Lừa cái donkey. Donkey. Mew. Mew. Thử con sói coi như nó như thế nào. Chóc vuốt với tay đọc là vuốt. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay coi. Cái gì vậy? Út. Ủa. Út. Ủa. Ủa? Úp. Úp. Úp cái đéo gì vậy? Are you stupid or something? Are you stupid or something? Úp cái đéo gì vậy? Mà ủa cái đéo gì vậy? Úp cái đéo gì vậy? Mà tôi cũng cạn lời chị Hugo rồi đó. Rabbit. Con thỏ. Rabbit. Rabbit. Parrot. 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 Không biết từ parrot gì đó. Mà đọc tờ parrot mới đúng à. Parrot mới đúng. Cót. 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 Đấy. Salmon. Salmon. Con cá. Salmon. 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 Tao đọc salmon. Salmon nghĩa. Salmon. Puffer pig. Puffer pig. Đồ chuẩn đấy. Thử con cá nóc này. Tropical fish. Tropical fish. Rồi còn còn cá heo coi. Đấy. Dolphin. 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 Nhờ. Nhờ anh coi. Spider.
Đạt đà. Tôi nghĩ con đạt đà nó sẽ bựa lắm nè. La mơ. La mơ. La mơ. La mơ. La mơ. La mơ. Còn cấu trúc panda. Bán gà của mình. Bán gà. Tôi lộn. À, tụi con play cái. Play. Play. Ok. Nghe group burn cũng bình thường thôi. Này con này nè. Con khói màu đỏ đỏ mấy tôi không biết nó tên gì tôi quên rồi. Magma kêu. Magma kêu. Magma kêu. Magma kêu. Magma kêu. Người ta đọc là magma kêu. À, con này không biết. Con chất nhờn gì nè. Slide. 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 Sao tôi thường nghe là con này đọc tên là slam mà ta. Slam nữa. Slide. Slide. Ý chịu gọi là nhớ nhấn like clip này nha bạn. Các bạn nhớ nha. Slide. Đó like. Nhớ clip like cái clip này nè. Rau. Rau. Rau hả? Rau. Cái gì rau đây nữa? Rau. Thà như thế đi, thà như thế đi. Ok. Rau. Rau. Bán rau hả? What the fuck. Vậy thì cái con gì mà bye bye á? Vex. Vex. Rồi. Rồi cái con này mới nè. Con mới gì trong bảng 1.14 á? Ravager. Gì? Ravager. 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 Được. À, tôi nghĩ nó sẽ con này nè. Radiant. 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 Ô mày là mô xin đầy rồi. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Radiant. 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 Tính đâu Radiant chứ. Radiant. Bậy quá. Chiêu gồ nói chuyện bậy quá. Radiant. Vâng. Phantom. 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 Gì? Phantom. Răng tầm hả? Phantom. À Phantom. Phantom. Phantom nó gì vậy? Ý chị là gan tầm đấy các bạn. Chị có rất nhiều thông điệp rất là hay. Đấy, mình không biết được luôn á. Stray. Stray. DJ. Đấy. Stray. Stray. Đấy. À, để tôi thử một số con để tôi thử một số con kiểu như thuyền thoại trong Minecraft này nha bạn. À, như là con Heroine nha. Đấy, Heroine. Tôi đang thắc mắc là chiêu gồ sẽ đọc như thế nào. Hero Green. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quay. Hero Green. Fuck cái gì vậy? Hero Shit cái gì? Hero Green. Hero Green. Các bạn nghe kỹ chưa? Người ta đọc là Heroine. Còn chị ấy đọc là Heroine. Heroine. Hãy đắm vô đây. Rồi à. Nuôi à. Now. 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 Mình đọc là nôn mà. Phải. Now. Có thể kết hợp với từ vần này. Em đang nơi nào? Được, các bạn thấy không? Em quy 2000. Em đang nơi nào? Wow.
Ok, và nếu mà các bạn thích video này của mình thì đừng quên để làm một like, subscribe nếu mà cảm thấy nó hay bữa nha. Thì hẹn gặp các bạn trong các video lần sau. Và Cá Vinh đi đây. Yeah.